Vấn đề đầu tiên đó là chúng ta sẽ định nghĩa chứng khoán là gì, cổ phiếu là gì, và chúng ta kiếm tiền từ cổ phiếu như thế nào, kiếm tiền từ chứng khoán như thế nào. Và đảm bảo luôn là có thể ngày hôm nay sau khi buổi chia sẻ ngắn này khoảng độ 1 tiếng thôi, nhưng mà các bạn có thể kiếm tiền được từ thị trường chứng khoán. Cái đấy là khẳng định với các bạn. Đấy, các bạn có thể kiếm tiền luôn từ thị trường chứng khoán. Vấn đề thứ hai đó là thị trường chứng khoán và cách giao dịch chứng khoán ở trên thị trường. Nha. Thì bây giờ sẽ không đi vào vấn đề đầu tiên chứng khoán và cổ phiếu là gì để xem là cái câu trả lời các bạn có đúng không. Rồi, chứng khoán và cổ phiếu là gì? Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc một phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán thì bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Và thực chất thì chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt. Cái này thì nghe nó hơi hàn lâm thôi, nghe các bạn sẽ đâu đó nó hơi mông lung, thì bây giờ giải thích cho các bạn cái này các bạn sẽ hiểu ngay này. Và cái này ấy, anh không chỉ anh chia sẻ rất là nhiều với các bạn sinh viên ở trường đại học ở Hà Nội, cũng như là anh chia sẻ rất là nhiều với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư họ lớn tuổi thôi, thì luôn luôn nói với họ rằng là mặc dù đây là bài học đầu tiên, bài học vỡ lòng của tất cả các nhà đầu tư khi bước chân vào thị trường, nhưng hãy nhớ lấy bài học này đến suốt quãng đời đầu tư của mình sau này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng và ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Các bạn IPO trên sàn chứng khoán, các bạn phát hành cổ phiếu, người ta mua, người ta góp vốn cho bạn, đúng không? Đúng chưa? Thì cái đó là một vốn chủ sở hữu hay nợ? Nợ hay vốn chủ? Nợ hay vốn chủ? Các bạn IPO trên sàn chứng khoán nhá, các bạn gọi vốn trên sàn chứng khoán nhá, các bạn phát hành cổ phiếu nhá, đúng chưa? Phát hành cổ phiếu, đúng chưa? Người nhà đầu tư họ mua cổ phiếu của các bạn, có nghĩa là người đã góp tiền vào cho doanh nghiệp của các bạn, và các bạn phát hành lại cho một người ta một cái giấy ấy, cái mà định nghĩa ban đầu ấy. Này, chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu này, chính cổ phiếu là cái giấy. Ví dụ ông Triệu ông cộp vào The Coffee House, tên của anh mình cũng The Coffee House đi, cộp vào The Coffee House chứng nhận ông Nguyễn Văn A đã góp của chúng tôi 10 triệu đồng tương đương với 10.000 cổ phiếu chẳng hạn, cột dấu ông giám đốc Triệu ở đấy. Đấy là cổ phiếu. Đấy là cổ phiếu. Đấy chính là cổ phiếu. Đây nhá, đây đúng rồi nhá. Đấy chính là cổ phiếu. Đó, các bạn hiểu cổ phiếu là gì chưa? Hiểu chưa? Rồi, thế quay trở lại câu hỏi là cái cổ phiếu đấy là gì? Là vốn chủ sở hữu hay là nợ? Tại sao vốn chủ? Vốn chủ sở hữu và nợ nó khác nhau ở điểm gì? Vốn chủ sở hữu ấy, những người góp vốn cho chúng ta gọi là vốn chủ sở hữu, những người mua cổ phần của chúng ta là những người góp vốn gọi là cổ đông. Lời ăn lỗ chịu, đúng chưa? Anh em mình phá sản, những người mua cổ phiếu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, được thì chia. Nhưng với chủ nợ thì sao các bạn? Với ngân hàng thì sao? Siết cửa hàng của bạn luôn, đúng chưa? Hàng năm phải trả lãi. Tôi cũng còn biết không làm ăn như thế nào, đúng không? Đúng chưa? Bố mẹ các bạn về bản chất các bạn có đã gọi là vay, các bạn có phải trả không? Phải trả đúng không? Bạn bè các bạn có trả không? Hay quýt nó ánh ở đấy, uýnh ở đấy đúng không? Đúng chưa? Vậy thì toàn bộ những cái vốn các bạn gọi được trên thị trường chứng khoán bằng cách các bạn phát hành cổ phiếu thì nó gọi là vốn chủ sở hữu, và những người mua cổ phiếu đó các bạn phát hành cho người ta một cái giấy chứng nhận người ta đã góp vốn vào cho mình thì đấy là cổ phiếu. Tại sao ấy? Tại sao mà anh nói với các bạn là đây là cái mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái câu chuyện sau này các bạn kiếm tiền nếu như xác định đầu tư trên thị trường chứng khoán đấy. Cổ phiếu nó là câu chuyện chúng ta góp vốn vào cho doanh nghiệp, nhưng 95% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thua lỗ là câu chuyện có thật. Và 95% nhà đầu tư đó thì một là họ không có kiến thức, họ không hiểu cổ phiếu là gì. Nhá. Họ chỉ hiểu là cái câu chuyện là chấm xanh chấm đỏ, lên xuống lên là được tiền, xuống là mất tiền, nó chỉ ngang đánh bạc thôi. Đấy là sự thật. Sự thật. Năm 2018 là đỉnh cao của thị trường chứng khoán, và năm 2008 trước khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra cũng là đỉnh cao của thị trường chứng khoán. Nó xảy ra cái câu chuyện là bà bán rau cũng đi mua được chứng khoán. Hồi đó ba anh kể chuyện lại là cái hồi đó, cái hồi thị trường bùng nổ đó là các bác rất là nhiều tuổi ở nhà không có làm gì để nghỉ hưu, con cho một ít tiền là nghỉ hưu có một ít tiền, lên sàn chứng khoán, lên chứng khoán FPT này, bảo anh là cháu ơi mua cho cô cái con cái mã XYZ từ hàng thứ 2 từ trên xuống, làm tăng không cần biết là sau đấy nó là cái gì, chẳng cần biết nó là doanh nghiệp nào, chỉ cần biết là nó tăng hay nó giảm, tăng là được tiền, giảm là mất tiền, thế thôi. Thì đến một lúc đấy người ta sẽ thua lỗ là một là họ không kiến thức, và thứ hai là họ có kiến thức, họ biết cổ phiếu là gì nhưng họ lại cố tình quên đi hoặc vô tình quên đi. Họ bị bởi vì sao họ quên đi? Họ bị cái tham làm giàu chi phối, tham làm giàu chi phối. Các bạn biết Warren Buffett không? Nhà đầu tư thiên tài của nước Mỹ và của thị trường tài chính toàn cầu. Tất cả những ai làm chứng khoán như anh đều rất hâm mộ Warren Buffett. Warren Buffett đầu tư từ năm cấp 2 và hiện tại ông ta là người giàu thứ tư thế giới với tổng tài sản là 86 tỷ đô la Mỹ. Và có một cái đặc điểm của Warren Buffett rất khác với các tỷ phú khác đấy. Ông là người duy nhất trong top 10 người giàu nhất thế giới duy trì được vị trí trong top 10 trong vòng hơn một thập kỷ qua. Không bao giờ ông rời khỏi top 10, có thể xuống top 8, top 9 lên top 1, top 2. Không bao giờ rời khỏi top 10. Còn tất cả những người khác họ luôn có sự trồi sụt. Năm làm ăn kinh doanh được thì lên, năm làm ăn kinh doanh xấu thì xuống. Các bạn biết tại sao? Bởi vì ông ấy là người đầu tư và ông ấy đầu tư rất nhiều doanh nghiệp khác nhau. Nên là ông ấy sẽ không bị phụ thuộc vào một doanh nghiệp nào cả. Đấy là câu chuyện về đầu tư. Và ông ấy nói rằng là mỗi năm tôi chỉ cần lãi kép 15 đến 20% là tôi đã trở thành người giàu nhất thế giới. Vậy thì có một MC hỏi ông ấy là cái phương pháp của ông rất là đơn giản là mua một cổ phiếu tốt, tức là các bạn chọn một cái ý tưởng kinh doanh tốt, một cái doanh nghiệp tốt, các bạn mua cổ phiếu, các bạn đầu tư vào, đúng không? Và các bạn hưởng lợi tức từ cái việc mà ví dụ anh mấy triệu làm ăn kinh doanh tốt thì anh sẽ chia lại lợi nhuận cho các bạn, gọi là cổ tức đấy, các bạn gọi là cổ tức đấy. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Thì MC hỏi là thì ông ấy Buffett đây tại sao mà mọi người không giàu được như ông? Thì ông ấy trả lời là không ai muốn giàu chậm như tôi. Tất cả các nhà đầu tư ở trên cái thị trường này ấy, đầu tiên ấy, xin lỗi các bạn, 95% nhà đầu tư ở trên thị trường này đấy là sự thật. Đốt chân vào thị trường này, một là không hiểu này, thứ hai là hiểu nhưng quên đi. Bởi vì sao? Bởi vì ham làm giàu và nghĩ chứng khoán là một kênh đổi đời. Các bạn nghe thì cái từ chứng khoán để đổi đời bao giờ chưa? Rồi đúng không? Các bạn thấy nghe chứng khoán thì nhảy cầu bao giờ chưa? Vỡ nợ vì chứng khoán chưa? Đó là sự thật xung quanh chúng ta. Và đó cũng là lý do tại sao mà mỗi ngày anh đi làm anh rất là vui và rất là hào hứng, bởi vì anh luôn muốn là cái con số đó nó giảm thiểu đi. Bản chất của nhà đầu tư là gì? Bản chất của nhà đầu tư là tao không cần biết mày làm nhân như thế nào, cầm tiền đi, 1 đồng phải thu về ít nhất là 1,1 đồng, đúng không? Phải có giá trị dương, nghĩa là nhà đầu tư họ quan tâm đến cái gì? Lợi nhuận. Thế nên là các bạn nhìn cổ phiếu, các bạn nhìn doanh nghiệp ấy, thì đừng có nhìn cái bề ngoài và đừng nhìn ở góc độ là chúng ta là khách hàng, đúng không? Chúng ta phải nhìn ở góc độ nhà đầu tư. Và để cái thông tin từ góc độ nhà đầu tư nó nhanh nhất và hiệu quả nhất thì hỏi thằng nào? Hỏi thằng tư vấn trước đã, đúng chưa? Hỏi thằng phân tích trước đã, đúng chưa? Thì đấy chính là cái công việc của công ty chứng khoán đó.